Hi, chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Hôm nay Misu xin chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhà bếp rất là hay là một cái bí quyết cũng được để làm sao mà thắng mỡ heo này cho nó trắng phau để chúng ta làm bánh rất là ngon. Đồng thời thắng làm sao mà để cho mỡ nó không bị bắn lên tung tóe, vừa bảo quản được lâu, tóp mỡ lại được giòn. Và cái mỡ heo đó chúng ta sẽ dùng trong việc làm bánh rất là ngon. Đó là làm bánh bao này, bánh pía này, bánh ngàn lớp này, hoặc là bánh khoai môn dim sum. Toàn bộ cái phần bí quyết này Misu học được từ chị Trấn Ngô. Chị chia sẻ rất là kỹ càng và hôm nay Misu làm video để chia sẻ cho những bạn nào cần. Bây giờ chúng mình đi rửa sạch dưới vòi nước ấm và thấm khô rồi vào bếp cùng làm với Misu nha. Misu đã rửa sạch với mỡ rồi đây các bạn. Các bạn nhìn ngon không? Đây là mỡ than này. Rất là ngon, cái miếng mỡ ngon lắm. Misu lọc ra những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này này, mỏng như thế này để Misu sẽ làm pate gan chia sẻ cho các bạn ở video tới nhá. Còn lại thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với Misu này thái cái phần mỡ này ra. Mỡ này mà tóp mỡ này làm với cơm rang dưa bò cũng rất là ngon. Tóp mỡ, nếu các bạn nào là fan của tóp mỡ thì cũng nên làm cái này, ngon lắm. Misu cũng thích tóp mỡ vô cùng luôn các bạn. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cắt nhỏ cái miếng mỡ này ra và cùng với Misu đi làm thắng mỡ làm sao cho nó đẹp, cho nó ngon để chúng ta làm bánh thật ngon nha các bạn. Đấy, chúng ta thái ra. Ở cái miếng mỡ của Misu mua được là người ta đã cắt ra đủ với cái chiều dài của Misu thích rồi, cho nên là tùy các bạn sẽ thích ăn tóp mỡ như thế nào thì các bạn thái, nhưng còn Misu thì chỉ thái bằng những cái miếng như thế này đây này các bạn. Mỡ đã thái xong rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi thắng mỡ cùng với Misu nha. Và các bạn biết không, cái bí quyết để làm cho mỡ được thắng đẹp để làm bánh ngon ấy chính là cái cắp nước này. Theo chị Trấn Ngô nói thì là cứ 1 kg mỡ thì sẽ là 1 cắp nước. Chúng ta sẽ đổ vào với nhau và thắng trên lửa vừa. Để khi mà cái nước nó rút đi, bắt đầu mỡ nó tiết ra, chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi được 60-70%. Chúng ta sẽ lấy ra để lấy cái phần đó chính để làm bánh. Còn lại thì chúng ta sẽ thắng tiếp để nấu ăn. Và đây chính là cái bí quyết để làm cho màu mỡ lên rất là đẹp và chúng ta sẽ không bao giờ bị bắn mỡ cả. Bây giờ chúng ta bật bếp lên nha các bạn. Misu có 2 cân mỡ ở đây, Misu sẽ đổ 2 cắp nước vào đây, cứ tỷ lệ là 1 cân mỡ thì là 1 cắp nước nha các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu đun lên, bao giờ cho với lửa vừa, bao giờ cho nước nó cạn thì chúng ta sẽ nhìn xem Misu làm như thế nào nha các bạn. Và nếu như các bạn có muốn mua mỡ thì các bạn ở Mỹ thì các bạn vào chợ Mễ mua rất là ngon đây. Mỡ Misu mua đây ngon lắm các bạn. Wow, các bạn ơi, nước đã bắt đầu rút rồi và bây giờ là mỡ bắt đầu chảy ra đây các bạn. Đó, chúng ta sẽ đảo đều lên như này nha các bạn. Và để lửa vừa thôi. Sau đó thì được mỡ nó ra khoảng độ còn 2/3 cái chỗ tóp mỡ này ý. Thì Misu sẽ chỉ cho các bạn lúc nào thì các bạn sẽ lấy ra để được cái mỡ nó trắng nó đẹp để làm bánh nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy mỡ đã bắt đầu tiết ra rồi này. Nước nó rút hết rồi. Và bây giờ mỡ đây. Không văng tẹo nào, thích quá. Đây là thời điểm để các bạn lấy cái mỡ trắng ra này các bạn. Các bạn nhìn thấy là mỡ nó bắt đầu chuyển sang màu vàng gà non này. Từ miếng mỡ như thế này là được khoảng độ 60% rồi. Thì các bạn tắt bếp và chính là lúc này chúng ta sẽ lấy cái phần mỡ trắng ra. Ok. Và chúng ta tắt bếp đi. Chúng ta sẽ lấy ra. Thường thầm Misu sẽ cho vào với 2 cái lọ hũ thủy tinh như thế này. Rồi để Misu, bây giờ Misu sẽ tắt bếp này. Và chúng ta sẽ chắt lấy cái mỡ trong ra. Đấy, các bạn nhìn thấy mỡ trong không? Và chúng ta sẽ cho vào lọ. Ok, cứ như thế các bạn chắt ra.
bao nhiêu tùy ý để các bạn thích nha. Và chúng ta sẽ chắt ra. Đó. Misu đã lấy các bạn coi lại cái phần mỡ của Misu này. Misu đã lấy ra cho vào trong cái phần lọ thủy tinh này một cái, và Misu đổ ra một cái phần thủy tinh này nữa để tí nữa nguội xong rồi nó mỡ nó đặc lại để cho các bạn nhìn xem cái độ trong veo nó như nào. Các bạn nhìn thấy trong veo không? Đó, Misu lấy ra rồi, còn lại cái chỗ này Misu lại bật bếp này và chúng ta thắng tiếp để làm lấy tóp mỡ và lấy mỡ để nấu ăn nha các bạn. Và theo kinh nghiệm của một số các chị nữa chia sẻ thì là chúng ta sẽ đập dập một cái củ hành khô các bạn cho vào đây thì là mỡ sẽ rất là thơm. Bây giờ Misu sẽ ra lấy cái củ hành Misu đập vào đây và chúng ta cùng thắng nốt để cho cái mỡ nó thơm, chúng ta nấu ăn cho nó ngon nha các bạn. Đây Misu cho hai củ hành đập dập vào để cho nó thơm. Và Misu rất là may mắn khi ở trong bếp Hương Việt Nam Châu có các chị có rất nhiều các mẹo nhỏ để chia sẻ, là gừng càng già càng cay các bạn ạ. Và các bạn biết là cái mỡ heo này á, chúng ta xào nấu cái gì cũng ngon lắm và cũng rất là tốt nên các bạn. Mỡ này các nhà khoa học đã nói là thỉnh thoảng chúng ta nên ăn cái mỡ này còn tốt hơn là mỡ chúng ta mua ở ngoài đó. Cho nên là các bạn kiếm được mỡ ngon, mỡ thăn như của Misu thì các bạn làm và kinh nghiệm để thắng cái mỡ này. Các bạn nên nhớ là đừng để lửa to như các bạn khi lúc như thế này rồi, và thì các bạn hãy để lửa vừa vừa thôi. Và thắng mỡ ấy, các bạn cho vào cái chảo sâu, cái nồi sâu như thế này này thì thỉnh thoảng để cho mỡ nó không bị văng. Và cái lúc đầu khi mà các bạn cho nước vào để lấy ra cái mỡ để làm bánh đó thì các bạn có thể để lửa to, nhưng sau đó nước sôi rồi bắt đầu gần cạn rồi thì các bạn để lửa vừa thôi và chúng ta thắng mỡ liu riu như thế này nó sẽ rất là ngon. Thế và các bạn thích thì vào bếp cùng làm với Misu nha. Đợi Misu thắng xong cái mỡ để nấu ăn này rồi và mỡ để làm bánh nó đông lại rồi thì Misu sẽ chia sẻ và trình bày cho các bạn sản phẩm xem ngon như thế nào, để các bạn vào bếp cùng làm với Misu nhé. Wow, tóp mỡ cũng xong rồi các bạn ơi, vàng ươm ngon lắm. Bây giờ Misu tắt bếp đi nha các bạn, và Misu sẽ vớt tóp mỡ ra. Tắt bếp nè. Và các bạn biết không, tóp mỡ này á làm món gì cũng ngon, Misu thích lắm. Làm kho quẹt này, làm rang cơm này, nấu canh dưa này, trời ơi, nhất là mùa đông này thì ngon tuyệt vời luôn. Đó, ngon không này các bạn?